Thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn ạ. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con ngồi thiền thì xuất hiện vầng sáng màu hơi hồng trước mặt. Khi chú tâm vào đấy thì quần sáng đấy nó trông trong trông như 3D thì nó có đúng hay sai ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu mà ngồi thiền mà xuất hiện những cái vầng sáng ấy, mình chớ vội đi theo nó, chớ vội chú tâm vào nó, chớ quan sát xem nó giống cái gì, tức là đừng để ý đến màu sắc của nó, đừng để ý đến hình dáng của nó, và lúc đấy vẫn cứ tiếp tục quan sát chính cái pháp thiền của mình. Nếu như vị ấy thực hành thiền hơi thở thì hãy cứ tiếp tục quan sát thiền hơi thở vào ra, và cứ mặc kệ cái ánh sáng đấy, mà mình đừng để ý đến màu gì cả, và cứ tiếp tục chú trên hơi thở và cứ để cho ánh sáng ấy nó phát triển một cách tự nhiên, rồi dần dần nó sẽ hòa nhập với hơi thở, rồi dần dần nó sẽ duy trì được trong một cái khoảng thời gian rất dài, nhiều tiếng đồng hồ, trải qua một thời gian dài, và nó sẽ trở nên rất là mà sáng rực rỡ, mạnh mẽ, vững chắc. Và cho đến khi mà nó không còn bị mất đi nữa thì sau này mình mới được chú tâm trên cái quang tướng hay là cái nimitta đó, thì mình mới vào được những cái mức định sâu hơn. Còn ở cái thời điểm đầu nó mới xuất hiện thì nó còn rất là non nớt, và nó còn nó tức là cái ở cái nó chưa có ổn định, mà mình đã đi theo, mình chú tâm vào đấy thì nó sinh ra những cái cảnh tướng, mình sẽ thấy là nó có cái hình dáng này, hình tướng kia. Rồi mình cứ đi theo những hình tướng ấy là nó sinh ra những cái hoang tưởng, cái loạn tưởng, ảo tưởng, thì điều đó lại không tốt. Nên tốt nhất đừng có nhìn vào nó, mà hãy tiếp tục quan sát hơi thở đi thì sẽ tốt hơn. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quý Trần. Kính thưa sư, con có câu hỏi. Trong 40 đề mục của thiền định, có đề mục thiền tứ đại. Trong 14 đề mục của thiền niệm thân, của thiền tuệ, cũng có thiền tứ đại. Vậy trong khi thực hành thiền, có sự khác biệt như thế nào không ạ? Kính thưa sư, xin sư cho con biết để con thực hành. Con vô cùng tri ân sư ạ. Cái thiền tứ đại là thiền rất là quan trọng đối với cả thực hành thiền chỉ mà thiền quán, cả thiền định và thiền tuệ đều phải thực hành qua thiền tứ đại. Thiền tứ đại là pháp thiền rất là thâm sâu. Thì ở cái giai đoạn đầu một cái người cần phải thực hành thiền tứ đại theo các cái đặc tính của đất nước lửa gió. Thì khi vị ấy đang thực hành thiền tứ đại ấy là phát triển cái chánh niệm làm cho nó sung mãn, rồi dần dần nó sẽ đắc được cận hành định. Vì cái khi mà mình quan sát được cả 12 đặc tính của bốn đại chủng đất nước lửa gió một cách nhu nhuyễn thuần thục ở trên khắp toàn thân mình, thì mình sẽ chỉ thấy cái đặc tính của đất nước lửa gió trên thân. Lúc ấy mình thấy cái thân này là tứ đại này, cái thân này lúc đấy nó sẽ là đất nước lửa gió, và những cái đặc tính của nó trở nên rõ ràng. Và lúc đấy mình sẽ đắc được cận định, thì cái giai đoạn đấy được gọi là thiền định. Nếu như mình cứ chú ở những cái đặc tính của tứ đại ở trên thân đấy, và mình an chú ở cái cận hành định của tứ đại ấy, thì lúc đấy là cận định. Nhưng nếu rồi đến cái khi mà cái cận định ấy nó đã trở nên sung mãn rồi, nó đã thuần thục rồi, thì lúc đấy mình mới nhìn thấu vào trong thân của mình với cái ánh sáng của cận hành định của thiền tứ đại ấy, mình sẽ thấy cái thân này nó sẽ vỡ ra thành những cái hạt sắc nhỏ, và lúc đấy mình có thể nhìn xuyên vào trong thân mình, và mình sẽ với cái trí tuệ của mình sẽ thấy được những cái hạt sắc Kanapa, những cái hạt Rupa, đó là những cái hạt sắc chân đế. Rồi mình có thể phân biệt được tứ đại đất nước lửa gió trên từng cái hạt sắc ấy, và mình có thể phân tích ra được những cái sắc thể loại sắc khác nhau, thể loại các cái Rupa khác nhau, các cái nhãn tịnh sắc nó là cái hạt sắc gì, giới tính nó là sắc gì, sắc mạng căn nó như thế nào, sắc thời tiết, sắc vật thực nó như thế nào. Thì lúc đấy mình mới phân tích được ra, thì cái giai đoạn mình phân tích phân loại ra thành từng những cái hạt sắc nhỏ ấy, thì từ cái bước đấy mà đi thì gọi là thiền tuệ. Vậy thì cũng cùng một cái pháp thiền tứ đại ấy, nó ở cái giai đoạn đầu từ cái lúc mới thực hành cho đến khi nó vào đắc được thiền thì đấy là thiền định. Và cho đến khi mình xuất ra khỏi cái định đấy, mình nhìn vào từng cái hạt sắc Kanapa, thì lúc đấy trở đi được gọi là thiền tuệ. Từ cái lúc mình phân tích được tứ đại trên các cái hạt Kanapa đấy, thì lúc đấy được gọi là thiền tuệ.
Vậy thì cái pháp thiền tứ đại này cả có cả ở một trong 40 pháp thiền định, mà nó cũng nằm ở trong cái pháp về thiền Vipassana. Vì lý do như vậy đó. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phan Thanh. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con hành thiền hơi thở, tập trung vào điểm xúc chạm, liền bị thiếu dưỡng khí. Hơi thở ngăn ứ không đều khiến đầu bị đau, cơ mặt bị căng cứng, khổ thọ khởi lên rất nhiều nên không tập trung được vào hơi thở. Nhưng nếu thở bằng bụng thì hết, nhưng lại không đúng theo pháp thiền định. Thưa sư, cần thở hay dụng tâm như thế nào để không bị các vấn đề trên ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái vấn đề đấy là do cái sự căng thẳng quá, chú tâm mạnh quá, hay là cái tâm lý của mình nó trở nên quá là căng và có cái sự bất an ở đó, nó không có cái sự nhẹ nhàng tự nhiên, cho nên nó mới sinh ra những cái hiện tượng đấy. Thì ngay cả cái lúc mình không hành thiền thì nó vẫn thở vào thở ra bình thường, thậm chí cái lúc mình ngủ ấy nó cũng vẫn thở vào thở ra bình thường, nó đâu có bị thiếu oxy đâu. Và cái lúc ngồi thiền là cái lúc nó cần ít oxy nhất, vì cái lúc ngồi thiền tâm nó rất là tĩnh, thân nó không có bất cứ một cái hoạt động gì, thân của mình nó hoàn toàn yên tĩnh như thế này, nó không có tốn bất cứ một cái năng lượng gì ở trên thân cả, cho nên cái nước oxy nó cần cho cái dưỡng cho cái thân này rất là ít. Vì vậy cho nên nếu như khi ngồi thiền đúng để tâm nhẹ nhàng tự nhiên thì cái hơi thở nó trở nên rất vi tế, rất nhẹ nhàng, mà nó không hề gọi là bị ngộp thở, nó không hề bị thiếu khí, thiếu oxy gì hết. Mình cảm thấy nó thiếu oxy là thứ nhất là do cái tâm của mình quá lo lắng cho cái thân này, rồi là mình suy luận, mình suy diễn, rồi mình căng thẳng quá, cho nên là mình cảm thấy nó như thế thôi. Thì bây giờ lúc ngồi thiền đấy mình cũng thản nhiên tự tại giống như lúc ngồi chơi ấy. Giống như lúc mình ngủ ấy, nó cũng đâu có thiếu oxy đâu. Vì vậy nên là ngồi thiền nhẹ nhàng như vậy, thản nhiên như vậy, tự nhiên như vậy thì cái hơi thở nó rất là nhẹ, mà nó không bao giờ đừng nghĩ đến chuyện nó thiếu oxy, đừng nghĩ đến chuyện thiếu khí, do mình suy nghĩ quá, lo lắng quá, nó căng thẳng nên thấy nó đau đầu thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện hành thiền mà nó thiếu oxy, nó đau đầu đâu. Nên là phải bỏ qua cái tư tưởng, cái suy nghĩ ấy đi và cứ thực hành một cách yên tâm và tự tin thực hành thì nó sẽ tốt lên, chứ không không cái nguyên nhân nó không sinh ra từ cái tự mình tập trung ở trên mũi đâu. Và mình cứ yên tâm, cứ để tâm sát cửa mũi này, cứ quan sát hơi thở vào ra. Đấy, khi tâm càng tĩnh thì hơi thở nó càng yếu đi, thậm chí là cho đến cái giai đoạn mà vào các tầng thiền như là vào tứ thiền nó không còn hơi thở vào ra nữa, thì lúc đấy mà cái thân này nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nó cho nên đừng có no thiếu oxy, mà cứ để tâm ở trên cửa mũi và quan sát hơi thở tự nhiên. Thì nó sẽ tiến bộ. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Kusita. Kính bạch sư, con xin hỏi về các quả tuệ. Theo con tìm hiểu, có 16 quả tuệ, trong đó quả tuệ thứ 13 là tuệ chuyển tánh, tức là khi hành giả chứng được tuệ này, thì tâm phàm sẽ chuyển sang tâm thánh, hay còn gọi là chứng sơ quả, và hành giả nhập vào dòng thánh thứ nhất. Quả tuệ thứ 16 là tuệ cuối cùng, tuệ phản khoáng. Chứng quả tệ này là chứng đắc thánh quả A-la-hán. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Hiểu như vậy là hiểu sai, không có đúng. Thì trong 16 tầng thiền tuệ thì nó có tuệ chuyển tộc, tuệ thuận thứ chuyển tộc, rồi đến tuệ đạo, tuệ quả, và cuối cùng là tuệ phản khán. Thì đối với một cái vị mà khi đang thực hành thiền Vipassana rồi vị ấy quán tam tướng vô thường khổ vô ngã trên cái danh pháp hay một cái sắc pháp nào đấy, mà cái trí tuệ thể nhập chín mùi, cái lúc ấy các cái tầng tuệ nó có thể sinh khởi lên đấy, từ cái hành giả trí mà nó đạt đến thuận thứ, rồi đạt đến cái tuệ chuyển tộc. Chuyển tộc là bắt đầu cái nó dứt bỏ những cái tâm ở cái cõi cái cõi dục này, và bắt đầu chuyển sang một cái tâm siêu thế. Từ cái tâm hiệp thế bắt đầu chuyển sang cái tâm siêu thế, thì cái sát na tâm ấy được gọi là tuệ chuyển tộc. Rồi sau đó một cái tuệ đạo là cái tâm đầu tiên mà hướng về Niết Bàn.
thì lúc đấy cái tuệ đạo ấy nó đoạn trừ những cái cấu uế phiền não như một vị sơ quả đoạn trừ được tân kiến hoài nghi, chính là cái tuệ đạo này hướng lên và đoạn trừ được những cái cấu uế đó, những cái nậu hoặc đó. Rồi sau đó thì vị đấy trú ở trong cái thiền quả gọi là cái tuệ thứ 15, thì đấy là cái quả siêu thế mà vị ấy trú được, thì đấy cũng là một cái tầng thiền siêu thế mà vị ấy có thể trú bao lâu cũng được. Còn cái tuệ đạo ấy là sinh lên một sát na nó diệt đi, còn cái tuệ cả ấy nó có thể sinh lên liên tục. Thì sau khi mà chú ở trong cái tuệ quả ấy thì cái tuệ phản kháng một hai sát na sau cái tuệ phản kháng nó sinh lên, thì cái tuệ phản kháng của vị sơ quả dự lưu cũng có cái tuệ phản kháng này. Cái tuệ phản kháng là vị ấy biết rằng mình đã chứng cái đạo quả siêu thế ấy, biết rằng những cái cấu uế, những cái phiền não ấy đã được đoạn trừ, vị ấy biết rằng những cái phiền não nào chưa được đoạn trừ. Vì vậy nên một cái vị mà chứng được sơ quả ngay cái khoảnh khắc ấy, vị ấy tự nhận biết được mình đã chứng đạo quả, bởi vì nó có cái tuệ phản kháng này nó sinh lên và vị ấy biết rõ ràng là tôi chứng quả gì và tôi đã đoạn trừ được phiền não gì và những cái phiền não gì chưa được đoạn trừ, và nó biết một cách rõ ràng như vậy. Còn nếu như bây giờ mà có ai đó mà nói rằng là không biết là tôi chứng sơ quả hay là nhị quả nữa, không biết, tôi nghi nghi là không biết là tôi chứng sơ quả hay nhị quả hay tam quả gì đó, thì cái đấy là một cái tự mơ hồ ảo tưởng mông lung. Vì cái tuệ phản kháng nó sinh lên thì nó cho vị đó biết rõ ràng đây là sơ quả và đã đoạn trừ được cái gì, đã còn từ sau này cái gì. Còn nếu như một cái người nào đấy nói là tôi chứng quả nhưng tôi chẳng biết là quả gì, thì cái vị đó là chưa có chứng mà vị đấy cũng mới còn đang tưởng tượng thôi. Đấy gọi là cái tuệ phản kháng nó thế. Thì cái người chứng sơ quả nó có tuệ phản kháng, đến khi người đấy tiếp tục thực hành và chứng lên nhị quả thì nó cũng hướng lên một cái tuệ đạo, nó cũng hướng lên tuệ quả nó của tuệ đạo của sơ của nhị quả nó hướng lên rồi, tuệ quả của cái nhị quả đấy nó hướng lên rồi, cũng có tuệ phản kháng của nhị quả, tức là cái vị mà chứng được nhị quả nhất na cũng có tuệ phản kháng của nhị quả nhất na, biết rằng mình đã làm đoạn trừ được những cấu uế gì, đã chứng được đạo quả gì. Thì một vị mà chứng được tam quả thì cũng có tuệ phản kháng của tam quả, chứng được tứ quả thì có tuệ phản kháng của tứ quả. Nên là trong kinh Đức Phật thường hay nói rằng vị ấy biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong đã đoạn, trừ kiết sử đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đấy chính là tuệ phản kháng của một vị A-la-hán đấy, hay đấy được còn gọi là giải thoát tri kiến, thành tựu giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì giải thoát tri kiến chính là cái tuệ phản kháng đấy, là vị ấy giải thoát, vị ấy biết rằng mình đã giải thoát, đấy nó gọi là giải thoát tri kiến là vậy. Thì đấy cũng là tuệ phản kháng. Vậy thì vị ấy giải thoát được cái đạo quả gì, vị ấy biết rõ mình đã đạt được cái đạo quả ấy, đã giải thoát được đến cái mức độ nào, thì đều có ở trong bốn đạo quả hết, chứ không phải là cái tuệ phản kháng đấy là của tứ quả đâu, mà từ sơ quả đều có hết. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Phật tử tại gia. Con xin đảnh lễ sư. Dạ con thưa sư, con học về giới thì có giới thứ tư là giới không nói dối. Nhưng con đọc nhiều chỗ ghi giới này thêm cả nói không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời thêu dệt. Từ khi con biết giới này, con cũng hạn chế nói chuyện vì tính con trước hay thích nói đùa lên nhiều lúc, không biết như vậy có tính là phạm giới hay không. Vậy thì nếu là cư sĩ thì mình nên giữ giới này như thế nào cho trọn vẹn ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà xét về ngũ giới thì nói rằng là không nói dối, thì đấy là giới thứ tư, không nói cái giới không nói dối. Còn khi mà chia ở cái mức độ chi tiết hơn, hay còn gọi là ở trong thập thiện ấy, trong 10 việc thiện, thì cũng cái nói dối đấy thì nó cũng sẽ bao gồm cả không chia rẽ, không nói thêu dệt, không nói lời nhảm nhí, nói lời bất thiện ấy. Thì khi mà một cái người giữ giới không nói dối thì nó cũng đồng nghĩa với cái không thêu dệt. Thêu dệt có nghĩa là ít mà nói ra nhiều, hoặc là nhiều mà lại nói bớt đi thành ít. Tức là một cái người người ta có tội ít nhưng mà mình nói ít ra nhiều, hoặc là mình có tội nhiều nhưng mà mình nói giấu đi còn lại ít. Thì đương nhiên là trong cái nói thêu dệt đấy nó cũng đã là nói dối rồi.
thì nó cũng bao gồm ở trong nói dối, nhưng mà do mình giải thích nó rộng hơn ra thì là gọi là nói tiêu diệt hay nói đâm thọc cũng thế. Hay là mình nói những cái lời đâm thọc chỉ trích hay là nói những lời thêu dệt chia rẽ thì cũng đều thế, cái lời nói đến người này nói xấu người kia nói xấu người này thì đó là, thì nó cũng bao gồm trong nói dối, nhưng mà đôi khi ở trong những cái lời nói đâm thọc chia rẽ, lời nói đâm thọc chỉ trích nó không phải là nói dối mà nó chỉ là cái lời nói ác ý, là có thể là một cái người đó mình nói châm chọc hay là nói một cái lời khiến cho cái người khác đấy cảm thấy bị phiền não, cảm thấy bị ức chế hay chỉ trích. Nhưng khi thấy người ta có một cái điểm yếu gì đó và mình nói thẳng vào cái điểm yếu đấy của người ta, ví dụ như là thấy người ta chê bai người ta là cái đồ ngu si, cái đồ dốt nát, cái đồ không có trí tuệ, cái đồ này đồ kia, thế là cái lời nói chỉ trích đấy cũng là cái lời nói ác khẩu. Có thể cái lời nói đấy không phải là nói dối, nhưng mà cái lời nói đấy là lời nói ác. Vậy thì trong cái giới nói dối, nếu như mà chỉ căn cứ là nó là cái nói dối, thì nó có thể bao hàm cả cái lời nói phỉ báng đấy, và hoặc là có những người không bao hàm vào trong đấy. Thì cái này nó tùy từng người, nhưng mà nếu mà xét về một cái người thực hành theo thập thiện thì phải giữ cả cái là không nói những cái lời chỉ trích ấy. Còn nếu như một cái người mà giữ cái giới thứ tư không nói dối thì cũng nên hành cả bốn cái cách của cái giới không nói dối, đó là không nói cái lời thô ác, không nói cái lời phù phiếm. Cái lời phù phiếm ở đây là những cái lời nói đùa cợt, đùa thì cũng là phù phiếm, hay là những cái lời nói nó không có lợi ích gì, những cái câu chuyện bên lề đường như bây giờ người ta hay nói những cái câu chuyện thời sự, chính trị, cái câu chuyện thể thao, cái câu chuyện về văn hóa, những cái câu chuyện nhảm nhí, những cái phim truyện mà nó không hề mang lại cái hạnh phúc, cái lợi ích gì cho thế gian, nhưng nó vẫn là cái chủ đề để cho người ta ngồi để đàm luận với nhau, phù phiếm với nhau, nói những cái chuyện phù phiếm nhảm nhí vô ích như vậy, nó chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu như mà nói rằng là nói như vậy là nói dối thì không đúng, vì đấy là người ta chỉ đang bàn luận những cái chuyện là đàm luận, là cái chuyện nhà này hôm nay có, tôi thấy mấy cái người này người ta đang chửi nhau ở cái nhà này, người ta đang có cái đám cưới, cái nhà kia tôi thấy người ta đang có cái đám ma. Thì nếu mà nói là quy cho người ta là nói những cái câu chuyện đấy là nói dối thì nó cũng không đúng. Vì vậy cho nên là trong cái giới nói dối nó khác, mà trong cái bốn cái cách đấy nó ở trong cái pháp thập thiện thì nó khác. Nhưng nếu như mà một cái người đấy mình thực hành cả bốn cái cách đấy thì cái công đức hay là cái đạo đức, cái giới hạnh của mình nó sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều. Nếu như một cái người hiểu cả bốn cái pháp về lời nói đó, thì mình thực hành cả bốn cái đấy để cho cái đức hạnh của mình nó lớn lên. Còn có những cái người thì giữ giới ở một cái cách hạn hẹp thì nói rằng tôi chỉ giữ giới không nói dối thôi, tôi không có giữ cái giới phù phiếm, tôi nói phù phiếm thì cũng chẳng ai cấm được, nhưng mà trong cái giới nói phù phiếm ấy nó là nhảm nhí bất thiện. Đối với một cái người có thực hành những cái pháp thượng nhân, nhất là những người có học đạo tu tâm hành thiền ấy, thì tuyệt đối không nên nói, bởi vì nói những cái lời đấy nó làm loạn tâm, nó làm cho tâm phóng dật. Vậy nên là Đức Phật mới dạy là phải giữ im lặng thánh thiện này. Khi nói chỉ đàm luận về Phật pháp, đệ tử của Đức Phật gặp nhau chỉ đàm luận về Phật pháp hoặc giữ im lặng ngồi thiền, chứ không là nói những chuyện phù phiếm nhảm nhí đó. Vậy thì nếu mà căn cứ vào lời nói dối thì nó không có cái phù phiếm đó. Còn có những cái người mà thực hành theo thập thiện thì có cả những cái không được nói lời phù phiếm, không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ và không nói dối trá, thì thực hành được như vậy thì sẽ cao hơn là cả ngũ giới. Thì ngũ giới nó là một cái nền tảng của những người tập tu còn ở cái mức độ thấp. Còn khi mà mình tu tập cao hơn nữa thì mình phải thọ trì những cái giới cao hơn là như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Xuyến Fan YouTube ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con ngồi 5 phút là có ánh sáng suốt thời và con có thấy những hạt sáng long lanh. Giờ con muốn chuyển sang sơ thiền, con học lý thuyết thuộc năm thiền chi và đã hành 6 phần của năm thiền chi ạ.
thì có được không ạ thưa sư? Để con tiếp tục hành ạ. Con kính tri ân sư ạ. Tốt nhất là đừng có quan tâm đến sơ thiền gì cả, mà bây giờ phải chú tâm ở trên hơi thở. Rồi cái ánh sáng ấy nó có xuất hiện thì đừng nhìn vào những cái hạt long lanh của nó, mà cứ tiếp tục quan sát hơi thở nữa. Nếu như mình thực hành tốt thì cái hơi thở đấy nó sẽ hòa nhập vào trong cái ánh sáng đấy, mà mình có thể nhắm mắt vào mà nó có ánh sáng ngay tức thì, và nó có thể duy trì được ánh sáng đấy 2, 3, 4 tiếng mà nó không bị mất đi, nó không bị gián đoạn. Càng lúc nó càng tỏa sáng rực rỡ mà mạnh mẽ hơn, mà trải qua rất nhiều ngày ngày nào nó cũng như thế, thì lúc đấy mới được gọi là cái ánh sáng nó đã vững chắc, nó mạnh mẽ, nó ổn định. Thì đến cái giai đoạn sau mình mới ngồi, mình vẫn chú tên hơi thở cho đến khi ánh sáng nó rực lên ý, thì lúc đấy mình mới để tâm trên ánh sáng, mình duy trì chú ở trên cái ánh sáng đấy một cách nhẹ nhàng tự nhiên với cái tâm định tĩnh. Rồi cũng phải thực hành cho nó thuần thục trong một cái thời gian khá dài, trong một cái để cho cái tâm mình nó định tĩnh hoàn toàn an trú ở trên cái tự tướng đó, 1, 2, 3, 4, 5 tiếng liên tục đều đặn không gián đoạn trải qua tất cả các ngày như vậy. Để làm được như vậy thì lúc đấy hẵng tiến đến thực hành những cái cao hơn, chứ bây giờ chưa có học, chưa nên học đến các thiền chi tầm tứ hỷ lạc gì cả, mà cũng chưa có ở cái giai đoạn như vậy thì cũng chưa có thể phân biệt được cái chi thiền. Tốt nhất là đừng có nghĩ rằng mình đã vào sơ thiền, mà hãy cứ tiếp tục mà hành đi, cứ tiếp tục mà an trú đi đã, cứ đừng có nóng vội và cứ mong ngóng phải cầu vào sơ thiền như vậy, thì cũng chưa chắc mà mình đã đạt đến, mà nó sẽ sinh ra những cái ngã mạn mà nó cũng không nên như vậy, mà cứ tiếp tục an trú rồi hơi thở mới làm cho cái ánh sáng đấy nó phát triển thêm nữa lên đã, chứ chưa nên học các chi tiền và phân biệt các chi tiền. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Minh Thắng. Con xin đảnh lễ sư, con có một thắc mắc về khái niệm tự ngã và vô ngã. Tại kinh Tương Ưng Kosala phẩm thứ nhất mục 8, tại Savatthi, lúc bấy giờ vua Basenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Malika trên lầu thượng hoàng cung. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩ này, trong lúc ấy liền nói lên kệ bài kệ này: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã đối mọi người, quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Trong kinh Vô Ngã Tưởng, Thế Tôn có thuyết như sau: do vậy, này các tỳ khưu, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Như vậy, theo kinh Tương Ưng Kosala phẩm thứ nhất, có phải mỗi người tồn tại một tự ngã? Điều này có điểm gì mâu thuẫn với trạng thái vô ngã không ạ? Xin sư từ bi giải nghi giúp con với ạ. Con kinh Con xin thành kính tri ân sư ạ. Hai cái bài kinh này là Đức Phật thuyết giảng cho hai hạng người khác nhau. Vì vậy nên là pháp của Đức Phật giảng có hai pháp, một là pháp tục đế, hai là pháp chân đế. Đối với lại những cái người mà chưa thể nào lĩnh hội được, chưa thể nào mà thấy được những cái pháp chân đế, thì Đức Phật chỉ thuyết giảng về pháp tục đế thôi. Thì Đức Phật giảng về pháp tục đế, tức là dạy cho con người ta sống tốt đẹp với nhau ở trên cuộc đời này. Như là dạy cho con người ta phải sống từ bi hỷ xả, phải sống thương yêu nhau, phải làm những cái việc phước thiện, và phải sống tôn trọng lẫn nhau. Nếu như mà mình thấy rằng là cái mình yêu quý bản thân mình bao nhiêu thì mình cũng đừng có làm hại cái bản thân của người khác. Đấy là Đức Phật thuyết giảng nó phù hợp với căn cơ của những người ấy. Đối với vua Basenadi và hoàng hậu Manika là những cái người còn sống ở cái đời tại gia hưởng thụ các dục lạc, và những cái vị ấy chưa thực hành được các cái pháp thiền chỉ quán. Nếu như bây giờ mà nói về những cái pháp chân đế, nói về những cái pháp vô ngã, sắc là vô ngã, thọ tưởng hành thức là không phải của ta, thì các vị ấy không thể hiểu được, không thể lãnh hội được, và nói pháp mà khiến cho người ta không hiểu được thì nó lại thành phi pháp.
Và Đức Phật thì không bao giờ nói những cái pháp khiến cho một người khác không hiểu, mà Đức Phật chỉ nói những pháp phù hợp với những cái người nghe. Ai hiểu được cái pháp chân đế thì ngài mới thuyết pháp chân đế, ai không hiểu được pháp chân đế thì ngài thuyết pháp tục đế. Tục đế thì người ta yêu cái bản thân mình thì Đức Phật cũng dạy, ừ, yêu bản thân mình thì chớ có làm hại bản thân người khác. Không làm hại người khác thì sẽ không ai làm hại mình, thì mình sẽ luôn được bình an, cuộc sống của mình sẽ an ổn, sẽ không có ai làm hại. Còn mình làm hại người khác thì đến lúc nào đó người ta cũng làm hại lại mình. Vậy mình hại người là hại mình, và mình thương người chính là thương mình. Thì đấy là những cái pháp về tục đế, thì Đức Phật dạy như thế là phù hợp đối với cái người nghe ở cái thời điểm đấy. Còn đối với các vị tỳ kheo hay là những cái người có cái trí tuệ thù thắng có thể lĩnh hội được những cái pháp chân đế, thì Đức Phật không cần phải dạy những cái pháp tục đế nữa, mà ngài dạy thẳng vào những pháp chân đế. Sắc này không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Họ tưởng hành thức những cái pháp này là vô thường, khổ, vô ngã, để cho các vị ấy giác ngộ ra các chân lý, giác ngộ ra các sự thật, đoạn trừ được những lậu hoặc phiền não, chứng đắc được đạo quả. Vì vậy cho nên là các cái vị tỳ kheo hay những người có khả năng chứng đắc được đạo quả thì Đức Phật mới nói về các sự thật về chân đế. Còn đối với những người chưa có đủ khả năng để chứng đắc được các đạo quả thì Đức Phật chỉ thuyết về những cái sự thật về tục, về pháp tục đế thôi. Vậy cho nên là vua Vasenadi và hoàng hậu Manika khi chết vẫn là những người phàm phu mà, nhưng tạo được những cái công đức phước lành từ những cái lòng cung kính và từ những cái sự nghe pháp và sống hiền thiện theo những cái lời chỉ dạy về giáo pháp của Đức Phật, thì các vị ấy được hưởng những cái phước lành do áp dụng những cái pháp tục đế đấy. Còn những cái người nào ngộ được những cái pháp chân đế thì chứng đắc những cái đạo quả siêu thế. Thế là Đức Phật dẫn dắt chúng sinh ở trên đời này là có hai pháp khác nhau như vậy. Người nào mà đó là có những cái pháp nói về không ai yêu tự ngã. Ở trên thế gian này không có ai yêu quý hơn chính cái tự ngã của mình ấy. Thì đấy chính là cái pháp tục đế. Còn nói là sắc thọ tưởng hành thức là vô ngã thì đấy là chân đế. Đấy là tùy theo cái đối tượng nên Đức Phật thuyết những cái pháp nó khác nhau là như vậy đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Theo con biết, Phật giáo Lam Tông thì không có linh hồn. Vậy thì hiện tượng một người xuất hồn rồi lại nhập vào chính thân mình được giải thích như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Xuất hồn này rồi lại nhập vào thân mình, cái pháp này là nó không có, cái này nó chỉ là tưởng tượng, làm gì nó có cái chuyện mà xuất hồn ra với hồn vào. Con người người ta có thể hướng cái tâm đến một cái nơi nào đó rồi sau đó người ta không hướng tâm đến đấy nữa, thì cái tâm này nó sinh ra từ những cái ý thức của cái vị đó. Một cái vị đó ngồi ở đây, ví dụ như là Đức Phật thường hay nói vị ấy có thể ngồi ở đây nhưng với bàn tay có thể rờ đến mặt trăng, mặt trời, hay là vị ấy có thể hướng tâm đến các cái thế giới khác. Rồi khi đấy vị ấy không còn hướng tâm nữa thì nó lại trở về với hiện tại, thì cái nó chỉ có cái ý thức của mình, cái tâm của mình nó có thể rong ruổi đi khắp mọi nơi thì có. Chứ còn nói là cái chuyện xuất hồn ra mà lúc đấy cái thân này nó lại trở thành cái vật vô tri thì nó không có cái chuyện đó. Nó không 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 có cái chuyện mà xuất hồn ra đi du hành, chuyện đó nó không có. Đó thì nó chỉ là cái ảo tưởng, một cái cách diễn đạt của một cái kinh điển, một cái sách nào đấy thôi. Còn nó chỉ là cái tâm thức của con người nó tồn tại ở trong con người này cho đến khi chết thì nó buông bỏ cái xác thân này rồi nó lại đi tái sinh sang một cái kiếp sống khác ở nó ở trong cái kiếp sống đấy. Còn khi mà nó đã ra khỏi cái thân này rồi có nghĩa là nó sẽ chết chứ nó không sống lại được nữa. Dạ con thưa sư, con xin được đón câu hỏi thứ hai của hành giả không ghi tên ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Y áo màu vàng và y áo màu đỏ thì khác nhau gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái áo màu vàng, tại vì màu vàng nó có nhiều cái màu vàng khác nhau. Màu vàng này nó hơi nâu nâu một chút, thành ra nó là màu hơi đỏ đỏ, nó không phải là màu đỏ hẳn. Màu vàng thì có khi nó vàng như là vàng kim, nhưng đôi khi nó có nhiều cái loại vàng, nó có rất là nhiều các cái màu, thể loại màu sắc khác nhau.
vàng vàng có những cái vàng thì nó có đậm, có cái vàng đậm, có cái thể loại là vàng nhạt. Đấy, ví dụ như là cái vàng mà nó hơi đỏ đỏ một tí thì đó có thể nó cũng là màu vàng nhưng mà nó nhạt hơn một chút. Nó có nhiều một cái màu, nhiều loại màu sắc khác nhau như vậy. Nhưng nói chung chung thì nó cũng là màu vàng. Nó chỉ là ngả ngả sang những cái màu khác một chút mà thôi. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi về cuộc trò chuyện của Đức Phật với ông Siha về vấn đề bố thí và những lợi ích nhãn tiền ạ. Trong đó con có thấy các A-la-hán sẽ ưu tiên thể hiện lòng bi mẫn với con, sẽ ưu tiên đến gặp con. Thưa sư, hiện đời này còn các vị A-la-hán để gặp mình không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Các vị A-la-hán sẽ gặp con thì cái này thì nó cũng còn tùy duyên. Thì như thời Đức Phật thì các vị A-la-hán thì sẽ rất là nhiều, nhưng mà càng về sau này thì giáo pháp càng cách về xa thì mỗi ngày sẽ một mai một đi, thì những cái vị chứng đắc cũng sẽ mai một đi. Thế thì đối với lại những cái như thời Đức Phật thì cứ gọi là các bậc A-la-hán, nhưng mà đôi khi những người cư sĩ tại gia cũng không thể biết được ai là những bậc A-la-hán, mà chỉ cần biết là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn là những bậc có cái thiện hạnh, có trực hạnh, có cái hạnh chân chánh, và đang hướng đến đoạn trừ tham sân si, đã đoạn trừ, đang đoạn trừ hay sẽ đoạn trừ phiền não tham sân si. Thì đó là những bậc đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay phước điền vô thượng ở trên đời. Thế thôi, còn không cần biết rằng là trong đó có những bậc A-la-hán hay không, mà cứ có những ai đó có thể đến để tế độ cho mình. Ví dụ như là có những cái người, có những cái vị sa môn đến để khất thực, hay là đến để thuyết pháp cho mình, thì đó cũng là một cái vị thuộc tăng bảo đã đến tế độ cho mình, thế là được rồi. Còn bây giờ mình cầu chứng A La Hán thì mình cứ phát nguyện, còn có gặp được hay không nó còn tùy duyên phúc của mình. Khi nào mình đủ cái duyên phúc thì mình sẽ gặp, không đủ duyên phúc thì mình cứ tích lũy dần dần rồi lâu ngày nó cũng sẽ đủ. Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi thứ hai của hành giả Mỹ Tuệ Minh ạ. Dạ con thưa sư, con quay phim Cuộc đời Đức Phật. Có vị đó cúng cho Đức Thế Tôn với lòng kính yêu sâu sắc, nhưng mà nấm đó có độc. Vậy thì liệu vị đó có đi xuống địa ngục không? Con xin tri ân sư ạ. Trong cái lịch sử Đức Phật vào cái ngày cuối cùng, cái bữa ăn cuối cùng của tôn giả Kunda dâng cúng dường Đức Phật món nấm heo, món nấm mà heo rừng hay ăn. Sau khi ăn xong cái món ấy thì cái bệnh kiết lỵ của Đức Phật đã phát và Đức Phật bị đau bụng kiết lỵ. Rồi sau này người ta nghi rằng là trong nấm có độc, nhưng thực ra ngay cái lúc đấy Đức Phật cũng đã nói với tôn giả Ananda rằng là sau khi ăn cái bữa cơm cuối cùng hôm nay Như Lai sẽ diệt độ. Có thể sau này trong dân gian sẽ có lời đồn đại dị nghị rằng vì ăn cái món cơm của nhà Kunda cho nên là Đức Thế Tôn đã bị nhiễm độc và đã viên tịch. Như vậy thì thật là bất lợi cho tôn giả Kunda và sẽ bất lợi cho chư thiên và nhân loại nếu ai nói là những lời như vậy. Thì vậy Đức Phật mới nói với tôn giả Ananda hãy đi vào trong dân làng và an ủi tôn giả gia chủ Kunda rằng là có hai người tạo được cái bữa ăn có phước lớn nhất, đó là cái bữa ăn trước khi Như Lai thành đạo là của cái nàng Suchata, cái bát cơm cháo sữa, và cái bữa ăn cuối cùng trước khi Như Lai nhập Niết Bàn là cái bữa ăn bằng nấm của tôn giả Kunda đó. Vậy thì chính Đức Phật cũng đã nói rằng hai cái bữa ăn này là những người thí chủ cũng rằng hai bữa ăn này tạo được cái công đức lớn nhất trong tất cả những cái thí chủ đã cô từng dâng cúng dường món ăn cho Như Lai trong suốt cuộc đời. Vậy thì cái người dâng cúng cái bữa ăn đấy là có cái công đức rất lớn chứ không phải là có tội lỗi gì cả.
thì cái vị ấy sẽ chỉ có sinh về cõi trời rất nhiều đời nhiều kiếp cho đến khi chứng ngộ niết bàn, chắc chắn là vị ấy sẽ không bao giờ còn phải tái sinh vào cái khổ nó cảnh nữa, nhờ cái công đức cúng dường cái bữa ăn cuối cùng đấy trước khi Như Lai diệt độ ấy rất là thù thắng và vi diệu, và chính Đức Phật cũng đã tuyên bố trước khi nhập niết bàn như vậy mà. Tại vì mình học chưa hết, mình chưa hiểu đó, mình suy nghĩ như thế, đôi khi cái suy nghĩ đấy là có tội, thì mình cũng thừa biết rằng những cái hành động, những cái việc làm gì nó cố ý thì nó mới là có tội, còn những cái gì nó vô ý là sẽ là không có tội. Thì cái việc cúng dường bữa ăn cho Đức Phật không hề có độc, đấy là cho đời sau người ta thêm vào thôi, mà đó là sau khi Đức Phật ăn xong khí bệnh của Đức Phật nó tự nó phát sinh, cho nên là người ta sau này người ta nói là bị trúng độc, nhưng thực ra không phải như vậy, mà nó là cái nghiệp của Đức Phật là như vậy. Thế chứ còn nếu như trong món ăn đấy có độc thì Đức Phật đã biết ngay trước khi ăn, và khi mà ăn xong thì Đức Phật nói rằng hãy đi chôn cái món ăn này ở một nơi nào đó chứ đừng cho ai ăn lại những cái thức ăn của ta. Lý do như vậy là bởi vì đấy là cái bữa ăn cuối cùng, chư thiên đã cúng dường rất nhiều những cái thức ăn của chư thiên vào trong cái món ăn đó, vì vậy cho nên chỉ có Đức Phật mới tiêu hóa được cái thức ăn ấy, ngoài Đức Phật không ai có thể tiêu hóa được cái thức ăn đó, cho nên là những cái phần còn thừa lại Đức Phật mới bảo mang đi chôn. Và sau này người ta mới nghi rằng, và chúng Đức Phật cũng nói rằng chỉ có Như Lai mới có thể tiêu hóa được những thức ăn này, ngoài ra không ai thể tiêu hóa được. Chính vì câu nói nhiều người người ta nghi rằng là trong cái thức ăn đó nó bị nhiễm độc, mà thực ra là không phải là trong thức ăn có độc, mà là trong thức ăn có rất nhiều thiên thực đã được cúng dường vào trong ấy, cho nên là vì cái vật thực của chư thiên nó quá là mạnh, nó làm cho cái tiêu hóa của người thường không thể tiêu hóa được, cho nên Đức Phật mới nói là mang đi chôn. Vì cái lý do đấy cho nên có sự hiểu lầm như vậy, nên là bây giờ mình hãy bỏ cái sự hiểu lầm ấy đi. Dạ con thưa sư, con xin được đọc đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thanh. Con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi một vị có vợ con rồi bỏ gia đình đi xuất gia là vị đó hết duyên nợ với gia đình họ đúng không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Duyên nợ với gia đình, thực ra thì cái duyên nợ nó cũng giống như là cái sợi dây, cái sợi dây ấy ngày nào mình còn để nó thì nó cứ trói mình, mà mình dám cắt nó đi thì nó không trói được mình nữa. Thế thôi, duyên nợ với vợ con gia đình cũng vậy. Mình cứ một cái người từ bỏ để đi xuất gia là cái người đấy mình cởi cái dây trói buộc ra, và mình ra đi thì vợ con giống như cái dây trói buộc vậy thôi, mình cởi ra mình còn sống ở trong đấy thì còn duyên với nhau, thì nó luôn nó cứ quấn quýt lấy nhau thôi. Còn khi mà mình từ bỏ mình ra đi thì giống như là mình tự cởi cái dây trói mình ra đi thôi, còn cái duyên nợ thì nó cứ do mình tạo ra, tất cả những cái duyên nó do mình tạo, tạo ra cái duyên sống với nhau thì sẽ cứ sống với nhau hoài. Còn nếu mà mình muốn rẽ sang một cái con đường khác thì đấy là sự lựa chọn của mình, chứ cái đấy cũng không thể nói là vì hết duyên, mà đó là vì cái nhân duyên của mình nó với cái vợ con là đến đó rồi mình lại hướng đến cái con đường đạo pháp khác. Chứ còn nếu như một người nói rằng tôi cứ chờ bao giờ nó hết duyên thì tôi mới đi xuất gia, thì cái tiêu chuẩn gì để nói rằng mình với vợ con là hết duyên? Không nghe bao giờ họ bỏ mình thì mới là hết duyên hay sao? Nên mình phải chủ động mà bỏ trước đi thì nó cũng để cứ gọi là hết duyên cũng được, mà gọi là tạm chia tay cũng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trường An. Dạ con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Hiện nay có một hiện tượng được nhắc đến nhiều, đó là sử dụng luật hấp dẫn để thành công nhanh hơn và thu hút được nhiều người theo ý thích của mình. Con xin sư hoan hỷ giải đáp giúp con, điều này có phải là phi nhân quả không sư? Vì con thấy có người thì đạt được kết quả, còn có người thì không. Con xin cảm ơn sư ạ. Nói chung là cái sự hấp dẫn ấy, thì bây giờ người ta đặt ra cái gì thì tôi không biết, nhưng mà trong cái pháp của Đức Phật thì nói rằng đối với những cái chúng sinh còn bị vô minh che lấp, còn bị tham ái trói buộc, thì cái hấp dẫn chính là ngũ dục ấy.
ngũ dục đối với này, những cái chúng sinh còn tham ái còn vô minh ấy, sắc dục, thanh dục, hương vị dục, xúc dục và vị dục và xúc dục ấy, những cái đấy mới là những cái hấp dẫn, những cái đấy mới là những cái nguy hiểm, những cái đấy ví dụ như là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp ấy. Đấy, nó là những cái mà có cái lực hấp dẫn, và cái lực hấp dẫn đó nó là cái lực hút đi xuống. Còn nếu như một cái người nào đoạn trừ được cái lực hấp dẫn đó thì mình sẽ đi lên, mình sẽ trở nên cao thượng. Còn mình đi theo cái lực hấp dẫn đó thì mình sẽ thoái đọa xuống cái khổ đau. Vậy thì cái người nào còn đi theo hấp dẫn là còn tham ái, cái người nào mà không còn bị cái gì nó hấp dẫn nữa mới là tự tại. Vậy thì đừng có đi theo cái gì hấp dẫn hết. Thấy mình không, mình hoàn toàn tự tại, không còn chạy theo cái gì nữa, thì lúc đấy mới thật sự là một cái người đã chiến thắng tất cả những cái hấp dẫn trên đời. Dạ con thưa sư, con xin được đón câu hỏi của hành giả Mãn Minh. Kính bạch sư, con có câu hỏi. Cha mẹ và con cái là mối quan hệ nghiệp quả của nhau. Có người đến báo oán, có người đến báo ân. Vậy tại sao con cái phải báo hiếu cha mẹ? Vậy sư, vì có nhiều đứa con đến để làm khổ cha mẹ, vì cha mẹ đó đã làm tổn thương người con ở đời kiếp trước. Vậy tại sao đòi hỏi người con này phải hiếu thảo thưa sư? Con xin cảm ơn sư ạ. Cha mẹ với con cái thì luôn luôn có cái luyến ái với nhau. Dù đó có thể là một cái kẻ thù đến để đến tái sinh vào, thì khi sinh ra cha mẹ vẫn thương yêu cái đứa con đấy, hay là cái đứa con đấy cũng rất là thương yêu cha mẹ mình, nhưng mà cũng có thể là vì trong cuộc sống nó cứ sinh phát sinh cái này cái kia để nó hành hạ cha mẹ, hoặc là cha mẹ cũng cứ phát sinh cái tâm lý này tâm lý kia để hành hạ con cái. Mặc dù làm khổ lẫn nhau nhưng mà cứ xa thì nhớ, mà gần nhau thì lại hành hạ nhau. Thì nó cũng giống như thế thôi, ngay cả cái bản thân của mình này, cái thân này nó rất là hôi tanh, hôi thối, nó làm khổ mình rất là nhiều. Nó làm cho mình, dù nó có già, dù nó có bệnh, dù nó có chết, dù nó có hôi thối bao nhiêu, mình vẫn yêu nó. Đấy là cái tự ngã của mình nó như thế. Thì trong đó cha mẹ mình cũng là cái, mình sinh ra từ cái thân thể của cha mẹ, từ những cái tế bào ấy sinh ra, cho nên nó có cái máu mủ, cho nên nó có cái xương thịt, nó có cái gần gũi với nhau, nó có cái huyết thống nó gần nhau, cho nên nó có cái sự tham ái với nhau rất là cao. Vậy cho nên là khi mình yêu quý nhất là cái thân mình, sau đó mình lại có cái luyến ái ấy với cái cha mẹ mình, với những anh em ruột thịt, thì nó sẽ có cái luyến ái cao hơn. Nhưng mà đến cái họ hàng xa xa hơn một tí nữa thì cái luyến ái nó lại nhỏ đi một tí, xa hơn tí nữa luyến ái nó lại thấp đi. Vậy nên nó càng gần những cái sự huyết thống với nhau thì nó càng tự nhiên nó có cái luyến ái với nhau. Cho nên là có những cái con vật nó sinh ra nó làm những cái con rất là xấu xí, giống như là một cái con chó ghẻ. Thân thể của nó hủi chùn như vậy, nó thối nát như vậy, nó xấu xí như vậy, nhưng mà nó vẫn yêu cái thân nó, nó cũng vẫn yêu cái cha mẹ đã sinh ra nó. Thì đấy là cái bản tánh, cái bản chất của chúng sinh là chấp rằng đây là ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta, đây là cha mẹ ta, đây là tự ngã cha mẹ ta. Bởi vì vậy cho nên là nó có cái sự luyến ái một cách rất là tự nhiên như vậy. Cho nên là có cái gì nó liên quan đến cái tự ngã này thì nó đều có cái sự luyến ái như vậy. Vậy nên là giữa cha mẹ với con cái, hay con cái với cha mẹ, luôn có cái sự luyến ái lẫn nhau, luôn có cái sự tình cảm rất là ràng buộc với nhau. Nhưng mà nếu như mà có những cái nợ ở với nhau, có những cái duyên nợ với nhau, như là đôi khi sống với nhau vẫn mâu thuẫn nhau, vẫn làm khổ nhau, vẫn hành hạ nhau, vẫn cãi nhau, chửi nhau, rồi là vẫn đánh nhau, đôi khi vẫn tàn sát nhau cũng có. Nhưng mà cái tình thương nó cũng vẫn có, trong đó thì sống với nhau nó vẫn vẫn có tình thương, nhưng mà nó vẫn có những cái oan trái ở trong đó, yêu cũng có, ghét cũng có. Bởi vì nó liên quan đến cái tự ngã của mình, cái thân thể của cha mẹ nó cũng rất là gần gũi với lại cái tự ngã của mình, cho nên là nó có cái sự lưu luyến với nhau này như vậy. Cũng như là cái bản thân mình như vậy, mình rất yêu mến cái bản thân này, nhưng mà đôi khi mình vẫn rất là làm khổ cái thân này. Mình vẫn làm những cái chuyện không nên làm, làm cho cái thân này bị đau khổ. Mình biết rằng là làm những cái việc đấy là tai hại, là tệ hại, là có hại cho cái thân,
người ta cảnh cáo như thế, hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe mà mình vẫn hút, uống rượu bia hay là làm những cái việc xấu nó có hại cho cái thân này, nhưng mà mình vẫn là mình vẫn thích làm như vậy. Đấy, vậy chứng tỏ là mình yêu cái thân này nhưng mà mình vẫn làm hại cái thân này. Huống chi là mình yêu những người thân, mình vẫn làm hại người ta. Thì đó vẫn có những cái chuyện như thế xảy ra. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Đức. Con cung kính bạch sư, kính thưa sư, mong sư hoan hỷ giải đáp giúp con. Một người ăn chay niệm Phật tụng kinh, trì giới, nhưng vì bệnh đột quỵ qua đời. Khi bị đột quỵ, người ấy còn tỉnh táo, biết rằng mình sắp chết và chào tạm biệt người thân, rồi mê không biết gì nữa. Đến bệnh viện thì chết lâm sàng, 5 ngày sau rút ống thở, thân thể mới chết hẳn. Như vậy, con thành kính xin hỏi sư là người ấy đi đầu thai hay tái sanh vào thời gian nào ạ? Lúc biết mình chết rồi chào tạm biệt mọi người hay lúc đưa về nhà rút ống thở oxy ạ? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Cái lúc mà bị đấy phải hoàn toàn là đã tắt thở, phải tim phải hoàn toàn đã ngừng đập, và cái lúc mà vị ấy chết hẳn rồi thì lúc đấy nó không còn cái hơi ấm nữa, tức là cái thân này nó cũng không còn cái, nó trở nên lạnh ngắt hoàn toàn rồi. Nhưng mà cái thức đôi khi nó vẫn còn trú ở trong cái sắc trái tim, và nó sẽ đi đầu thai từ đó. Mà đi đầu thai thì có khi ở trong cái giai đoạn lâm sàng đấy, nhưng mà trong cái thân thể này nó vẫn còn hoạt động thì nó vẫn chưa chết hẳn. Vậy thì nó chết hẳn là ở cái giai đoạn mà khắp toàn thân ấy, nhất là cái vùng trái tim nó không còn một chút hoạt động nào nữa. Mà cũng chưa chắc, bởi vì cái thức nó trú ở trong đó, nó sẽ đi tái sinh vào một cái giai đoạn nào đấy. Thì ở cái lúc lâm sàng ấy là chưa chưa chết hẳn, cho nên chưa đi đầu thai, chưa tái sinh. Có khi nào mà cái ý thức nó không còn một chút hoạt động nào nữa thì lúc đấy mới đi đầu thai tái sinh. Nhưng cái này một cái người khác không thể biết được, khó có thể nhận biết được. Như ví dụ như là một cái người khi người ta chìm vào trong hữu phần, như là cái lúc người ta nằm ngủ người ta cũng say như chết ấy, động mà người ta cũng chẳng biết gì. Nhưng mà cái lúc đấy người ta cũng không phải chết, đó là người ta chìm vào trong hữu phần thôi. Nhưng mà lúc đấy tim thì người ta vẫn đập, cơ thể người ta vẫn còn cái hơi ấm. Và cái người ở trong cái giai đoạn cận tử người ta cũng vậy, lúc đấy có thể người ta sẽ chìm vào một cái tâm hữu phần, trong cái các căn khác thì nó sẽ không còn hoạt động, không còn thấy, không còn nghe, thậm chí không còn nhận biết được những cảnh ở xung quanh, hoàn toàn là mê, rồi dần dần chết dần chết dần, thì đến cái lúc mà nó chết hoàn toàn, nó không còn dấu hiệu gì của một sự sống, thì cái lúc đấy mới là cái lúc mà cái tâm cận tử sinh lên rồi, lúc đấy cái thức nó mới đi ra khỏi cái thân này và nó đi tái sinh sang một cái thân khác, sang một cái kiếp sống khác. Thì cái này nó luôn luôn diễn ra ở cái giai đoạn cuối cùng, cái giai đoạn mình còn thở được thì chưa chết. Vậy thì chắc chắn là cái lúc đấy phải là rút cái ống thở ra, một lúc sau nữa thì mới chết, chứ còn cũng chưa thể chết ngay tức khắc được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ An. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Việc giữ 5 giới có phước báo hiện đời là gì không sư? Vì những việc Đức Phật dạy, con thấy đa số đều cho ra quả ở đời sau, kiếp khác. Nên đối với người không có niềm tin nhân quả, họ sẽ không tin và không làm theo. Vì lợi ích của nhiều người, con mong sư hoan hỷ giải đáp ạ. Con xin tri ân sư ạ. Việc giữ 5 giới đấy cũng có lợi ích ngay ở trong hiện tại, có lợi ích rất là nhiều. Một cái người giữ giới đấy thì người ta sẽ sống hướng thiện nhiều hơn với một cái người ác, với một cái người thiện. Thì những cái người có trí tuệ thì đương nhiên là sẽ hoan hỷ và hay là sẽ thân cận với những cái người sống thiện lành, chứ không ai có hoan hỷ với những cái người ác cả, với những cái người bất thiện cả. Hay là bất cứ một cái việc thiện gì hay một cái việc ác gì nó cũng cho kết quả ở kiếp sau. Đấy là cái quả mà nó rõ ràng nhất, nhưng mà nó cũng cho ra cái quả ở hiện tại, chứ không phải là nó không cho ra cái quả ở hiện tại. Cái quả ở hiện tại ấy nó cho ra cái quả phước, vì đôi khi nó không được rõ ràng, nó không được mạnh mẽ như cái phước ở tương lai. Ví dụ như là một cái người muốn là nhờ cái công đức giữ giới này mong cho con được sinh về cõi thiên giới,
thì nó thành tựu được cái quả sinh về thiên giới là phải sau khi chết, là phải ở kiếp sau, chứ nó không thể cho cái thành quả đấy là ở kiếp này được. Nhưng mà trong khi mà vị đó đang giữ năm giới đấy, hay là đang làm những cái việc thiện ấy, thì cái vị ấy có được cái niềm vui, có được cái sự hỷ lạc từ cái sự giữ giới đó. Thì, khi mà mình giữ giới, mình không sát sinh, thì tự nhiên là ngay cái lúc đấy mình cũng có cái sự an vui ở trong lòng. Đó là mình đã từ bỏ được cái ác mà đã thực hành được cái thiện. Nên giống như là một cái người mà người ta đang làm những cái việc tội lỗi, mà khi mà người ta từ bỏ cái việc tội lỗi thì người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẽ cảm thấy an vui hơn là khi mà mình người ta còn đang làm những cái việc tội lỗi đó. Rồi là cũng vì người ta giữ những cái giới hạnh như vậy để khiến cho mọi người ở xung quanh tôn trọng những cái người mà sống giới hạnh đó, thì đấy cũng là một cái phước mà nó cho ra cái quả ngay trong hiện tại. Rồi vì cái vị đó sống có cái sự giữ gìn giới như vậy, nó không tạo ra những cái oan trái ở hiện tại này với mọi người. Ví dụ như là có những cái người sống ở trong hiện tại này cứ làm những cái việc tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, do những cái nguyên nhân đấy khiến cho những cái người đấy phải bị tù tội, có khi là khiến cho cái người ấy bị những cái xã hội, những cái người ác ở thế gian, người ta báo oán báo thù, người ta sẽ tức là đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, tàn sát lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, nếu như cái người đó sống không có giới hạnh. Còn cái người sống có giới hạnh đó, vì mình không gieo oán thù với ai, cho nên mình được bình an, mình được yên ổn. Đấy cũng là cái quả báo cho ngay trong tức thì. Đối với cả bên trong nội tâm của mình cũng cảm thấy nó bình an, và đối với cái ngoại cảnh ở bên ngoài, với những người xung quanh, người ta sẽ không hướng cái ác tâm, ác ý bất thiện vào vào chính bản thân mình, thì mình không có kẻ thù, không oan trái với ai. Và những cái vị chư thiên thiên thần xung quanh vậy, người ta không khởi nên cái ác ý đối với mình, cho nên là người ta không làm hại mình, cho nên là mình cũng sẽ được bình yên, và cái cuộc sống của mình nó luôn luôn được an ổn, luôn luôn có cái sự hạnh phúc an vui. Tự nhiên bây giờ mình sống bên cái người ác, mình sẽ luôn luôn cảm thấy bất an, mình luôn luôn cần phải đề phòng. Vì còn đối với này, khi mà mình sống với những cái người có giới hạnh, không có bất thiện ấy, thì mình cảm thấy nó bình an yên ổn, giống như là những cái người thân thuộc với nhau. Là mình sống bên những cái người thiện thì mình cảm giác như mình đang sống ở nhà, đang sống bên những người thân. Còn mình sống trong cái môi trường toàn những cái đầu gấu giang hồ với nhau, mặc dù bên ngoài thì có vẻ vui vẻ như nhau, nhưng mà có thể đang tàn hại nhau bên đằng sau, thì có thể sẽ sẵn sàng tàn hại lẫn nhau. Thì đấy là cái lợi ích của cái việc thứ năm giới, là như vậy, là mình sẽ luôn có cái sự bình an yên ổn, cái cuộc sống nó được ổn định ở cái hiện tại này, có cái nội tâm cũng được an vui tự tại, và cái quả báo thì nó cho ra một cái sự rất là rõ ràng, đó là ở tương lai. Ở tương lai thì nó sẽ cho ra cái phước lớn hơn, như là mình được sinh về cõi thiên, được hưởng những cái phước như lành cao thượng cao quý, nó thù thắng hơn nữa. Thì đấy là những cái quả báo ở những cái kiếp tương lai về sau. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tuệ Ngọc ạ. Dạ, kính thưa sư, xin sư cho con hỏi thọ bát quan trai giới thì có hồi hướng được không ạ? Con xin đảnh lễ và kính tri ân sư ạ. Thọ bát quan trai giới mà hồi hướng là thù thắng nhất. Bát quan trai giới nó cho những cái phước rất là mạnh mẽ, rất là to lớn. Ví dụ như là mình thọ bát quan trai giới mà nguyện chứng Niết Bàn cũng được, thọ bát quan giới cầu sinh về cõi thiên, hay là sinh sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp trí tuệ, thậm chí là mình cầu những cái phước ngay trong hiện tại, thì từ cái tự thọ bát quan trai giới đều được. Hoặc là mình hồi hướng những cái phước này cho những người thân đã quá vãng, cho những người thân còn hiện tại, cho tất cả chúng sinh, thì cái việc thọ bát quan trai giới nó cho cái quả phước mạnh mẽ hơn là ngũ giới rất là nhiều. Cho nên là cái người nào mà thọ bát quan trai giới một cách thanh tịnh trọn vẹn một ngày một đêm, mình đã tạo được những cái phước lành cao thượng rồi, thọ được nhiều ngày nhiều đêm, thì những cái phước đó sẽ rất lớn, mình đều có thể hồi hướng cho chính bản thân mình và cho những người thân đã quá vãng và hiện tại đều được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên phần trình bày của hành giả Diệu Mỹ ạ.
Dạ, con xin đảnh lễ sư. Dạ, con bạch sư, con có tham gia hành thiền ở chùa trong một thời gian ngắn, nhưng vì vô minh và thói quen hay sân hận nên con đã khởi lên tâm sân hận, không ưa thích với một vài vị ở chùa và có nói ra những lời không hay trong thời gian tham gia hành thiền tại chùa. Lúc đó do vô minh che mờ nên con không ý thức được điều đó mà cứ nghĩ mình đúng do người ta sai, nên khi thấy những việc họ làm không vừa ý mình, con lại nảy lên tâm sân hận. Khi đi về đến nhà, đến khi về đến nhà, quay lại với cuộc sống và công việc, con mới nhận ra rằng không ai hoàn hảo trừ Đức Phật và các bậc A-la-hán. Tất cả mọi người trong chùa đều đang hướng thiện, nỗ lực trong con đường tu tập sửa đổi bản thân, đã là tốt hơn nhiều so với xã hội đầy tham sân si bên ngoài này. Lo bản thân mình không biết tự quay vào bên trong chánh niệm nên mới sân hận với mọi người, như vậy là hoàn toàn sai trái và tội lỗi. Nay con không biết phải làm sao để hóa giải việc này, không cho quả bất thiện nặng nề trong tương lai. Con thành tâm xin sám hối đối với Sư Thanh Minh, các vị chư tăng, quý cô tu nữ cùng với tất cả các hành giả tại chùa. Mong mọi người tha thứ lỗi lầm này của con và con sẽ cố gắng sửa đổi bản thân để không phạm phải lỗi lần này nữa. Con xin tri ân sư vì đã giải đáp thắc mắc và cho con sư cơ hội để sám hối với mọi người ạ. Sa-du, lên tay, lên tay. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Thiện Mỹ ạ. Dạ, có người nói cha mẹ là Phật đi tìm đâu xa hay thiền làm gì, cứ mở mắt làm việc như người bình thường mà chánh niệm. Họ lý thuyết giỏi lắm và ngã mạn, nhưng khi có vấn đề gì thì cái sân nơi họ lại nổi trội. Con còn hạn chế nên luôn không biết phải làm gì hơn là im lặng hoặc cùng sân. Xin sư chỉ con cách hóa giải bất thiện tâm này ạ. Con xin tri ân sư ạ. Mỗi người ở trên cuộc đời có những cái chi kiến khác nhau, có những cái nhận thức khác nhau, có những cái hiểu biết khác nhau, có những cái quan điểm khác nhau, có những cái niềm tin khác nhau. Vì vậy cho nên là sẽ có người tin vào những cái giáo pháp của Đức Phật và tìm cái con đường tu tâm để chuyển hóa cái tâm thức của mình để đạt được những cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy để đi đến giác ngộ trong hiện tại hoặc tương lai. Nhưng mà cũng có người không có duyên với giáo pháp thì người ta sống với những cái pháp thế gian hay là những cái pháp của các cái tôn giáo riêng biệt của người ta, thì cái đấy là cái tùy duyên của mỗi người, và không nên quan tâm đến cái việc mà người ta nói như thế nào, nói như thế này thì kia, thì có thể là phù hợp với quan điểm của mình, cũng có thể là không phù hợp với cái quan điểm của mình. Thì bây giờ mà sống ở trong một cái xã hội có rất nhiều cái tư tưởng khác nhau như vậy thì mình cũng cần phải hiểu là mỗi người có những cái tâm lý như vậy, cho nên mình không bắt người ta phải hoàn toàn giống mình. Cái người mà mình sẽ rất là phiền não nếu như mình sống ở đâu mình cũng biết là mình cũng muốn là người kia phải giống mình, người kia phải có hiểu biết như mình, phải có niềm tin như mình, phải có tư tưởng như mình. Nếu như mà mình cứ sống như vậy thì mình sẽ rất là khổ, mình sẽ rất là khổ. Tại sao người đấy lại không như mình, và mình sinh ra oán trách người khác. Còn nếu như khi mà mình hiểu là là mỗi người có cái nhân duyên khác nhau, có cái nghiệp và quả của nghiệp khác nhau, thì mình sẽ có cái tâm nó thản nhiên hơn trước những cái tâm lý và những cái tư tưởng của mỗi người khác nhau. Thì lúc đấy mình phải quán như là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Mỗi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp đã tạo. Còn nếu mà mình muốn sống hài hòa với mọi người thì luôn luôn thành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mong cho họ thoát khỏi được an vui hạnh phúc, cầu mong cho họ thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được, hay là họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì mình cứ niệm niệm như vậy thôi thì mình cũng bớt sân với mọi người, và mình không nên đi tranh luận, lý luận hay là tham gia vào những cái sự tranh cãi cọ nhau, hay là hay nói những cái lý sự với nhau, thì nó chỉ thêm ra cái sự mệt mỏi thôi. Thì mình sẽ bớt, tức là mình không có đụng chạm vào cái đời sống riêng tư của người khác, tôn trọng cái đời sống riêng tư của người khác thì mình được bình yên. Còn mình cứ hay soi mói vào những cái tư tưởng cái riêng tư của người khác thì mình sẽ rất là phiền não. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thiện Mỹ ạ. Dạ, con bạch sư, điều gì khiến không ít người tham gia các khóa thiền ở các thiền viện khá lâu,
thậm chí xuống tấp, đắp y tu leo luyên rồi lại bỏ cuộc. Làm thế nào để kiên định khi đã chọn con đường với lợi mình, lợi người, lợi hết thảy ạ? Cái này nó là do nhân duyên của mỗi người. Nên là có những người thì khi duyên xuất gia nó rất là ngắn, nhưng mà cũng có người thì có cái duyên xuất gia dài, và là có những người có cái duyên xuất gia trọn đời. Cái duyên xuất gia này nó cũng tùy theo từng người như vậy, nên là cái này không thể nói trước được, vì cái mỗi người là cái có cái nghiệp của riêng người ta mà. Nên là vậy, là cũng có do cái hạnh nguyện, cái tâm lý của mỗi người, hay là cái quyết định của mỗi người, cái hoàn cảnh của mỗi người nó sẽ có những cái chuyện khác nhau như vậy. Thì cái này thì thời nào cũng thế, cái tùy theo cái ba la mật của mỗi người nó khác nhau. Thời Đức Phật vậy, cũng có những vị xuất gia một thời gian rồi cũng tự động khi nó hết duyên là sinh ra cái tâm nhàm chán, rồi cũng sẽ bị ấy trở thành hoàn tục. Thì suốt liên tục thời nào cũng thế. Thì với một cái người hiểu Phật pháp thì luôn luôn đó là hướng đến pháp để tu tập, chứ mình không nên, quan trọng là mình nhìn vào cái sự tu tập của người khác, là tại sao người này tu một thời gian lại bỏ, người kia tu dài, người này tu ngắn. Thì đấy là cái nghiệp của người ta, đấy là cái duyên của người ta, mình không nên nhìn vào, mà mình chỉ nhìn vào giáo pháp thôi. Nhìn vào giáo pháp, mình thọ trì giáo pháp được đến đâu rồi, và mình cần phải thọ trì giáo pháp như thế nào, thực hành được pháp, học học được bao nhiêu rồi, hay là thực hành giới được bao nhiêu, định được bao nhiêu, tuệ được bao nhiêu rồi. Mình cứ chăm chú vào đấy để mình thực hành, mình lo cho mình thôi. Mình đừng có quan tâm đến cái chuyện người khác thực hành như thế nào, thì mình sẽ có được lợi lạc lớn hơn. Dạ, con thưa sư ạ. Còn một số câu hỏi còn lại con xin phép được để trong buổi tiếp theo ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me punyam asavakkhadam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pacchajo hotu. Mama punya bhagam sabbasathanam pacchemi te sabbe medamam punya bhagam napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du. Nành thay, nành thay, nành thay.